Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 19 tháng 12 năm 2021 về việc huấn luyện viên Park Hang-seo loại trung vệ Đình Trọng khỏi trận Campuchia. Sáng 19 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định loại trung vệ Trần Đình Trọng khỏi danh sách đăng ký 23 cầu thủ cho trận gặp Campuchia ở lượt cuối bảng BAFF Cup 2020 diễn ra trên sân Bishan, Singapore vào 19:30 hôm nay. So với trận Indonesia, bản danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận Campuchia chỉ có một sự thay đổi. Đó là việc trung vệ Đình Trọng bị loại trong khi tiền vệ Đức Huy được đăng ký trở lại. Việc Đình Trọng bị loại là điều bất khả kháng với ông Park khi trung vệ này đang bị đau cơ nên cần nghỉ ngơi để có sự hồi phục tốt nhất. Trong bối cảnh hàng thủ đội tuyển Việt Nam đang có đến 3 trên 4 trung vệ chủ chốt đã nhận một thẻ vàng là đội trưởng Quế Ngọc Hải, Thành Trung và Bùi Tiến Dũng, việc Đình Trọng không thể thi đấu khiến ông Park mất đi một phương án thay thế giá trị cho trận gặp Campuchia. Bởi theo điều lệ, cầu thủ đã nhận một thẻ vàng nếu nhận thêm một thẻ nữa ở trận cuối vòng bảng sẽ phải nghỉ ở bán kết. Đội tuyển Việt Nam chỉ còn một trung vệ chủ chốt còn lại chưa nhận thẻ là Duy Mạnh. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng quyết định không giữ lại hai trung vệ trẻ chưa được đăng ký thi đấu một trận nào ở AFF Cup 2020 là Nguyễn Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Bốn gương mặt bị loại còn lại là thủ môn Quan Văn Chuẩn, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Trần Văn Đạt. Cũng trong sáng nay, toàn đội đã thực hiện test nhanh COVID-19 theo quy định của ban tổ chức giải và có kết quả âm tính. Sẵn sàng 100% cho trận đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là giành chiến thắng thuyết phục trước Campuchia để vào bán kết với ngôi nhất bảng. Đồng thời khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.